Ô Long xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì hôm nay Ô Long sẽ quay cho các bạn xem một cái lễ hội hoành tráng mà lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Cao Lãnh. Và hôm nay ngày 19 tháng 5 cũng là ngày sinh nhật của Bắc Hồ. Thì từ trước tới nay thì mình chưa thấy một cái lễ hội nào mà lớn và hoành tráng như cái lễ hội này hết. Quy tụ 63 tỉnh thành, rất là nhiều khách mời và rất là nhiều tỉnh thành cũng như là các quận huyện thành phố tại Cao Lãnh trưng bày những cái gian hàng, những cái hàng hóa của mình để giới thiệu sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Anh ăn bánh đi anh. Ăn thử miếng bánh đi anh. Cái người quay mà cái người quay đâu có tác dụng gì đâu. Ủa anh cũng có nữa hả? Trời ơi, cảm ơn em nha. Dạ. Là đãi không à, đãi phục vụ không chứ. Một tay quay với một tay cầm nó không ăn được. Mời các bạn ăn. Mời các bạn cả nước, trong và ngoài nước, ăn bánh bò rất đẹp. Rất là nhiều tỉnh thành, mỗi tỉnh thành trưng bày một cái gian hàng và giới thiệu những sản phẩm đặc sản của quê hương mình. Và những sản phẩm được mang những thương hiệu khởi nghiệp hoặc là những sản phẩm đạt chất lượng OCOP. Nói sơ sơ cho các bạn nghe là về OCOP. OCOP là một cái chương trình mà đạt chuẩn ở mỗi cái xã, mỗi cái huyện là có những cái sản phẩm mà đạt được những cái quy trình chuẩn OCOP. Thì cái OCOP nó viết tắt là bằng cái chữ này nè các bạn. Được viết tắt là OCOP. Cái chương trình hoặc là cái chuẩn của cái OCOP á, nó cũng không xa lạ về các nước trên thế giới như là Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, Thái Lan nè. Và Việt Nam của chúng ta cũng áp dụng và cũng đạt được cái kết quả rất là tuyệt vời. Nói theo một cái cách dễ hiểu, đó là mỗi xã đều có một cái sản phẩm và người nông dân cố gắng làm cho mình một cái sản phẩm đạt chuẩn theo những cái bước, chẳng hạn như là dân làm, dân bàn, dân hiểu, dân biết và dân hưởng thụ, dân thụ hưởng cái đó. Có nghĩa là tự người dân đó làm ra những cái sản phẩm đó và đạt được cái chất lượng theo những cái quy trình, chẳng hạn như là đạt tiêu chuẩn về chất lượng an toàn vệ sinh, hoặc là những cái quy trình mà trồng trọt nó khép kín, nó hữu cơ, vân vân và vân vân. Các bạn hiểu đại khái là như vậy. Thì những sản phẩm đạt chuẩn OCOP được trưng bày, giới thiệu ở những cái chương trình hội chợ hoặc là những cái khu du lịch để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, cũng như sản phẩm mình lan tỏa đến khắp nơi trên thế giới. Các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan đã làm rất là thành công và chúng ta cũng đã đạt được những thành tựu rất là rực rỡ về cái chương trình OCOP này. Thì lễ hội diễn ra 3 ngày từ 19 tháng 5 cho tới ngày 21 tháng 5, rất là vui, đông đảo quy tụ cả nước. Các bạn có điều kiện, có thời gian thì về đây để ngắm nhìn quê hương Đồng Tháp sen hồng rất đẹp và rực rỡ. Nơi đây là thành phố Cao Lãnh nổi tiếng về sen hồng, cũng như là quê hương thứ hai của thân sinh Hồ Chủ tịch là cha của Bác Hồ, là có lăng cụ Phó Bản là quê hương thứ hai của cụ đã đặt tại thành phố Cao Lãnh. Nếu mà các bạn ở phương xa có dịp về quê Cao Lãnh thì các bạn sẽ gặp một cái biểu tượng, đó là sen hồng, và lăng cụ Phó Bản đặt tại thành phố Cao Lãnh, đó là thân sinh Hồ Chủ tịch. Ngoài ra các bạn được xem các lễ hội hàng năm rất là lớn, đó là Đỗ Công Tường là cái người mà đã sáng lập ra chợ Cao Lãnh, đó là ông Câu ngày xưa. đây để chậu ngồi làm trong cái giới thiệu hai chú chứ không có ngồi mình làm hai chú. Không không. Hiện tại là cái sản phẩm này của bên con là nó lấy đây là những cái bức tranh mà được vẽ bằng tay sơn dầu triển lãm mỗi khi mà có lễ hội thì hai bên đường trưng những cái bức tranh này rất là đẹp và tuyệt vời, nói về những cảnh quê hương đất nước ở Đồng Tháp. Đến đây thì các bạn thấy là rất là vui nhộn và ai là người Đồng Tháp thì cũng có ghé ngang và đi dự lễ hội thật là vui. Đến đây thì các bạn tha hồ mà vui chơi, chụp những cái tấm hình gọi là rất đẹp và các bạn được chiêm ngưỡng những cái phong cảnh quê hương đất nước ở đây. Tỉnh Đồng Tháp gồm có 9 huyện và 3 thành phố. Thì mỗi một huyện được trưng bày một cái gian hàng và trưng bày những cái sản phẩm độc đáo, độc quyền và gọi là đặc sản ở quê hương. Như Lai Vung thì có quýt hồng và nem Lai Vung nổi tiếng một vùng và lan tỏa khắp thế giới. Để cho lễ hội thêm phần long trọng và hoành tráng thì một cái sân khấu rất là lớn được dựng lên để phục vụ cho bà con. Chương trình được diễn ra 3 ngày 3 đêm và được truyền hình trực tiếp ở các kênh truyền hình quốc gia.